cha chương lưu diệm, lạy cha chương lưu diệm. Amen. Xin kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Chương trình truyền hình Điều Kỳ Ơn Cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 169 với các nhân chứng. Ông bà Nguyễn Văn Hào, thành phố Cincinnati, Ohio. Bà Nguyễn Thị Mười, thành phố Westminster, California. Để mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý khán thính giả đến với chia sẻ của ông bà Nguyễn Văn Hào, hiện đang cư ngụ tại thành phố Cincinnati, Ohio. Ông có người con rể bị bệnh ung thư gan. Bác sĩ đã làm mọi cách để điều trị nhưng không có kết quả, và đã nói với người nhà đưa bệnh nhân về để chuẩn bị lo hậu sự. Gia đình ông nghe vậy thì rất đau buồn, nhưng bác sĩ vẫn cho biết còn cách cuối cùng là thay gan, và cần có gan để thay trong vòng 10 ngày, nếu không bệnh nhân sẽ rất khó để cứu sống. Nghe vậy gia đình đã cầu nguyện xin khấn. Ông Hào đã nhờ người em của mình đang sinh sống tại Nam California đến văn phòng của cha Trương Bửu Diệp trên đường Euclid thuộc thành phố Garden Grove để cầu xin với cha. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Diễn tiến của bệnh nhân ra sao? Ngay sau đây xin mời quý khán thính giả theo dõi chia sẻ của ông. Lòng tin yêu tha thiết con nai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Tôi là Nguyễn Văn Hào, hiện đang cư ngụ tại thành phố Cincinnati, Ohio. Thưa, tôi xin kể. Tôi có một người con rể tên là Joachim Nguyễn Văn Thắng, hiện cư ngụ tại Michigan. Khi con tôi phát giác ra là bị ung thư gan thì đột ngột là chỉ trong 6 tháng trời thì đưa đến cái mà rất là tồi tệ, và bác sĩ đã khuyên đi về chữa nó. Chị đủ mọi các laser cũng như là chemo cũng tất cả mọi cái nhưng mà không được. Thì bác sĩ khuyên là đi về để lo mai sự. Và bác sĩ cho nó là 6 tháng thì chúng tôi buồn vô cùng. Nhưng kết quả cái test cuối cùng mà bác sĩ nói rằng nếu trường hợp cái test này mà cái chemo mà nó giúp được một vài những cái nốt đen ở trong gan thì có thể hy vọng rằng có thể là bác sĩ sẽ cho lên cái list để mà xin donation gan. Thì cũng chúng tôi nghĩa là cầu xin tất cả các hội đoàn, các anh em bạn bè, các nơi, các nhà dòng để cầu xin cho cháu. Đến khi mà cái test mà cuối cùng mà ra thì bác sĩ đã nói rằng nó cũng chữa được một phần nào, nhưng chỉ có cách còn một cách là phải thay gan thì mới sống được. Và bác sĩ cho lại 10 ngày nữa là sẽ chết. Thì tất cả anh em trong anh em dòng họ thì đã bàn đến việc mai táng cho cháu. Thì gia đình cũng tang quyến rất là buồn. Và đến khi bác sĩ nói rằng bây giờ chỉ cái cuối cùng, tại con tôi nó còn trẻ, nó mới có 50 thôi. Thì bác sĩ thấy hoàn cảnh như vậy là cho nên cái list top 10 và cái list để xin donation. Thì bác sĩ cho nên mới có 7 tiếng đồng hồ thôi. Thì trong khi đó tôi gọi về cho cô em của tôi ở hiện đang cư ngụ tại Santa Ana này. Và tôi nói với cô em rằng là bây giờ dì phải xuống ngay cái văn phòng của cha Bửu Diệp để xin khấn ngay cho cháu. Thì cô em đã làm đúng như ý nguyện của tôi. Thì 2 ngày khi mà cô em đã xin khấn ở đây 2 ngày, thì sau 2 ngày thì tôi được cái tin rằng là hiện giờ cái test đã coi và sửa soạn để mà xin donate.
Thì sau 7 tiếng đồng hồ lên nít thì đã có tin rằng là gan ở có gan đưa về, trực thăng đưa về là nói nội trong sau 7 tiếng. Thì sau 7 tiếng đó thì bác sĩ khám gan và gặp tất cả mọi sự thì đưa vào phòng mổ ngay. Đêm đó thì giải phẫu 7 tiếng và thay gan ngay cái đêm đó, tức là tính đi tính lại chỉ có 14 tiếng đồng hồ là xong. Thì các bác sĩ ở trong đó cũng nói rằng đây là một sự nhiệm màu và tất cả mọi công việc nó đưa đến perfect, everything nó perfect hết, không có trở ngại một cái gì. Và đến khi mà được như vậy thì chúng tôi chỉ muốn khóc và cảm tạ thôi. Thì chúng tôi nghĩ rằng chỉ có bàn tay Chúa mới giúp là mới làm được những cái chuyện này. Bởi vì chúng tôi nên thì thấy con tôi nó vàng như là cái mà từ thân đến đến hết con người nó vàng như tờ giấy vàng vậy. Giống như một trái cam. Và mà bụng nó to ra rồi nè. Rồi nhìn nó thì chỉ có khóc thôi chứ không có làm gì được. Và Chúa, chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi nơi bạn bè thân hữu nói là đây là quyền lực của Thiên Chúa mà đã nhờ qua sự cầu nguyện của cha Trương Bụng Biểu Diệp đã giúp cho chúng tôi và con tôi được sống, mà hiện giờ cháu đi làm trở lại ba tuần rồi. Thì tất cả mọi người đều nghĩ rằng đây là một phép lạ chứ không phải là cái chuyện thường. Mà bác sĩ cũng các cái group bác sĩ mà giải phẫu này họ cũng nói rằng là đây là một cái quyền phép của nào đấy chứ không có mà thể mà nó tròn vẹn như vậy được. Sáu cái ở trong lá gan nó có sáu cái cục bíu ở trong nó. Thì nói hồi đầu thì bác sĩ nói là cắt cũng nó không hết được thì cắt, thì nó cũng mọc ra, nó lại cũng vậy thôi, chỉ có chữa khi nào mà nó tiệt đi á thì cái cancer nó đi á thì mới được, còn nếu mà cắt thì là cái cancer nó còn thì nó vẫn mọc ra như vậy. Nhưng mà cái giai đoạn cuối của tôi á, là tôi vẫn nghĩ trong bụng rằng là nếu mà các bác sĩ khoa y khoa mà làm không được thì tôi chỉ còn nước rồi, tôi nghĩ trong bụng rồi. Nhưng mà con tôi với tất cả mọi người để ít khi để ý đến cái chuyện này lắm, cái tâm linh ít người để ý lắm. Thì tôi đang nghĩ trong vòng rằng bây giờ cái còn nước còn tát, thì tôi nói rằng là cái cuối cùng của tôi là tôi phải chạy đến cha Biểu Diệp, và đúng như vậy tôi đã nhờ cô em tôi ở dưới này thì đã làm như vậy. Khi mà cầu xin cha Biểu Diệp á thì khoảng cuối tháng 5 và 2016. Và từ đó cho đến nay thì mới có mấy tháng rồi mà. Từ ngày mà cháu thay gan, bác sĩ thay gan là bác sĩ nói là cháu phải ở nhà thương. Nếu từ 6 đến 8. Nếu mà cháu về thì phải có bác y tá tới nhà. Nhưng mà cái ngày mà bác sĩ cho cháu về thì bác sĩ coi cháu lại thì nói là Chúa... Bác sĩ nói là không cần y tá về tới nhà, không cần bác sĩ y tá, không cần gì hết. Bây giờ chỉ có về rồi, bác sĩ cho vợ của... Vợ nó thế bác y tá. Đi học về những cái mà thuốc rồi cái nọ cái kia đó, là vợ nó về nhà, là vợ nó... Take care cho chồng. Thì đến khi mà cháu về đến nhà chắc nghĩ là khoảng được 2 tháng hay là hơn 2 tháng gì đó, trong không tới 3 tháng đâu. Thì cháu đi làm được. Thì bắt hồi đầu ấy thì hai vợ chồng đi sinh hoạt ở xứ đạo. Thì về thì nó gọi cho thằng anh là con lớn của tôi. Nó nói là mẹ ơi bố ơi, mình có tin vui rồi. Tin vui gì con rằng Thắng nào? Mẹ ơi Thắng về thứ là cháu đi làm cái ngày chu nai kho á, ngày cháu thứ ba thứ hai là chu nai kho, là thứ ba cháu đi làm. Dạ thì Thắng nó thứ ba bác sĩ cho đi làm rồi, thì mừng quá cô ạ, mừng quá khóc và phải chúc con tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha. Thì cháu đi làm thì bắt đầu tuần thứ ba cháu đi thì có gọi lên vừa hỏi thăm vợ nó, bà con ơi Thắng nó đi làm theo con, nó bảo Thắng giờ đi làm thì cũng về cũng mệt lắm, nhưng mà về mệt rồi ăn rồi ngủ thôi mẹ ạ, chứ không có gì. Bây giờ thì hôm qua là sáng qua là hai vợ chồng tôi tới đây. Thì tối hôm thứ ba là vợ nó gọi xuống, nó bảo chưa mẹ ơi
sáng mai là mẹ đi với bố đi sớm phải không? Đi sớm mà đi mấy giờ? Vậy trưa mai mẹ đi là mẹ đi sớm, mẹ đến văn phòng cha chứng biểu việc để mẹ tạ ơn cha. Thì nó bảo là vậy thì mẹ cho con cảm tạ cho con luôn. Và hỏi là như vậy thì Thắng bây giờ đi làm sao con? Nó bảo mẹ ơi bây giờ Thắng đi làm mà mẹ, mỗi một ngày con thấy Thắng về khỏe thêm, khỏe thêm, khỏe thêm. Thì cái cảm nghiệm được là chỉ mình cầu nguyện, nhưng mà mình còn cái phải có lòng tin, phải có lòng tin mà phải có lòng kiên nhẫn để chờ đợi. Có người thì cầu xin thì Chúa Cha nhận lời ngay, mà có khi Chúa với Cha còn thử thách mình có chịu đựng hay không. Thì cái mà lòng tin của mình cầu nguyện, nhưng mà cái đức tin của mình là phải trên hết. Mình tin thì nay là hôm nay là lòng của tôi ước ao từ hôm mà Cha đụng chạm vào con của tôi. Thì sáng nào vậy tôi thức giấc dậy, hay là tôi thường thức giấc đêm lắm, 2 giờ, 2 rưỡi, 3 giờ, thì tôi biết làm gì đây. Tôi cứ đến với Chúa trong khi mà đêm tôi thức giấc, thì tôi đến với Chúa rồi sau đó tôi cũng đến với Cha. Tôi có hình Cha biểu hiện, tôi có cái hình nhỏ trong bóp Cha đâu rồi trước mặt Cha là: Cha ơi, con xin Cha chương điều nghiệp với Cha tiếp tục. Cha cầu nguyện cho con của con là do ăn cơm kiếm thắng nhé cho con. Nhưng mà Chúa cho con, tôi lấy cái Chúa dùng cái con, thằng con của tôi bệnh, nhưng mà bây giờ thằng con bệnh á, thì bây giờ Chúa nó nhìn thấy cái thằng bệnh, bây giờ những đứa anh và những đứa em của nó bây giờ nó lại sống với Chúa gần gũi hơn. Gia đình tôi 9 đứa con, chín đứa con 9 đứa thôi, con ở trên chín đàn đứa đàn. Thì nữa, cái sự mà Chúa dùng dạ cái thằng con rể này để mà gánh lấy những cái sự khổ, bây giờ tất cả con cái nó nhìn. anh chị em. Và thôi thì có dịp bên đây để ghé qua để cảm tạ ơn cho dịp cái lời cuối cùng đó, là khi con tôi nó về đó, thì chúng tôi có mang hình cha bảo dịp lên mà nói rằng là con giữ lấy hình cha bảo dịp để con hỏi nó rằng, tôi hỏi con rể tôi là con có tin là Chúa chữa con không, nó nói có mà nó khóc cái gì đâu nó khóc. Và thì con nói rằng là đây là cái người mà cầu bầu cho con đó, cái người này là cầu xin nhờ Chúa cho con đó, thì con phải luôn luôn tôn kính cha và nhớ đến cha, cha đã cầu xin cho con đó. Thì bây giờ tụi nó có cái hình cha biểu diệp ở nhà nó, đó là tại nó còn trẻ, nó sống ở bên Mỹ này, cái đức tin của tụi nó không có như là trọn vẹn được, nên thành thử là nó dạy bảo nó được cho đến cái giờ hôm nay, nó qua cái sự khốn khó bệnh hoạn thì nó đặt cái niềm tin vào Chúa nhiều hơn. Thì đó, hôm nay tôi cũng cảm ơn tất cả mọi người đến đã giúp đỡ chúng tôi để tôi tuyên xưng những cái sự mà Chúa làm nhờ sự cầu bầu của cha Trương Biểu Diệp. Chúng tôi xin cảm. Hôm nay đến đây đến văn phòng của cha Trương Hiểu Diệp, con xin tất cả các bác các anh chị ở khắp mọi nơi cứ tin tưởng vào cha Hiểu Diệp. Mình cầu nguyện thì rồi mình tin mình cầu nguyện, nhưng mà mình phải tin tưởng vào cha, rồi một ngày cha sẽ cho tất cả các bác các anh chị muốn xin ơn gì thì cứ đến văn phòng cha Hiểu Diệp. Mà nếu không tính được thì các bác cứ cầu nguyện với cha trước mặt cha Trương Biểu Diệp, thì con mong rằng tất cả các bác sẽ được cha ban ơn cho tất cả các bác. Hỡi ai nặng nề đôi vai, hỡi ai buồn sầu đớn đau, hãy đến nguyện cầu với cha, sầu muộn sẽ trôi qua, được bình an trong tâm. Bà Nguyễn Thị Mười hiện đang sinh sống tại thành phố Westminster, California. Bà là người ngoài Công giáo, nhưng bà rất tin tưởng vào Chúa, vào sự cầu bầu linh thiêng của cha Francisco Trương Biểu Diệp. Bà thường ở nhà một mình. Những lúc đau ốm hay gặp những khó khăn, bà cầu nguyện với cha thì bà nhận được ngay ơn lành của cha.
Bà luôn cầu nguyện cúng cha cho con cái được thành đạt trong việc học hành và công ăn việc làm. Hôm nay, bà đến để cảm tạ cha về những ơn lành và chia sẻ lại để làm nhân chứng cho cha. Xin mời quý khán thính giả theo dõi ngay sau đây. Tôi là Nguyễn Thị Mười, ở ông Phước Lộc Thọ, Bến Ninh Tơ. Tôi người gọi đạo. Khi mà tôi xin cha với Chúa, tôi cũng có giấy. Con là người ngoại đạo. Con tin ta, tin Chúa. Con rất là tin. Mẹ mới là giúp đỡ giùm cho gia đình con cháu mạnh giỏi. Ước nguyện của con, sự thật cho có cái gì thì nhờ cha giúp giùm. Đó. Thì cái chuyện cái con gái hồi nãy thì tôi cũng có cầu nguyện. Rồi cái đứa nhỏ mà nó ở tiểu bang khác, nó qua đây á, thì nó đi học hành mới có mấy ngày là nó kiếm có cái công ăn chuyện làm. Thì bây giờ tôi tới đây tôi tạ lễ, tôi dẫn con gái tôi xuống đây tạ lễ cha, cha giúp đỡ. Thì mình nghĩ công ơn cha và Chúa, mẹ. Thì điều đó ước nguyện của mình rồi. Hay là tối tâm nữa, tôi có bệnh hay có gì á, tôi đau chỗ này, tôi đau bực cái đèn lên, cha ơi cha, cầu xin cha, nói thiệt, cầu xin cha giúp giùm, xe phòng ở có một mình. Cầu xin cha giúp giùm cho con, cái chỗ này con nó đau quá cha, ngủ quên dậy sáng hết. Tôi còn biểu con dâu tôi nó ở Đà Lạt, con gái tôi ở trên đó, tôi cũng cầu nguyện cha. Con à, con cứ nói là con là người ngoại đạo, con tin cha, tin Chúa, cha Chúa mới là giúp đỡ giùm cho con đường đi nước bước. Hai nữa con sự thật con á, ước nguyện cái gì thì nhờ cha giúp giùm. Con cha ơi cha, con là người gọi đạo mà con tin cha, tin Chúa lắm cha. Cha Chúa mẹ mới là giúp đỡ giùm cho con đêm tâm tối. Chỉ đau hay là cái gì á, bật cái đèn lên cầu xin là một lát. Còn nhiều khi á, để trước đây chứ. Trước đây mà kiếm hoài, kiếm con. Cha cha phụ kiếm gì mới con cha. Trời, mình dỡ cha cái chỗ đó là có. Mình tin ấy, mình cứ lạy như thế này, mình cứ cầu xin nhỉ. Cha ơi, con là người ngoại đạo. Mà thật ra mình không phải là mình đạo Chúa. Nhưng mà con người ngoại đạo, con tin cha, tin Chúa. Giúp đỡ giùm cho con những cái gì. Sự ước nguyện của con muốn làm ăn hay là con muốn gì, hay là bệnh đau gì mà có thể mà chuyện quá nặng thì nhờ cô, nhờ Chúa, Chúa giúp giùm. Dạ, con chào cha. Các câu chuyện ơn lành vừa kể được Trương Bửu Diệp Foundation ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Trương Bửu Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ơn lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Tiếp nối chương trình là phần thông báo. Chương trình Ơn Cha Diệp đang được phát thường xuyên trên YouTube, Twitter, Facebook, Google+ và trang web truongbuoudiep.org. Những ai không xem được trên online, xin gọi cho chúng tôi để nhận DVD Ơn Cha Diệp miễn phí. Đem Cha Diệp đến với người già yếu. Trương Bửu Diệp Foundation sẽ tổ chức 2 buổi thăm viếng nhà dưỡng lão trong tháng 9. Lịch trình như sau. Vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ Bảy 10 tháng 9 năm 2016 tại Garden Grove Park Care 12681 Astor Street, Garden Grove, California 92840. Và vào lúc 2 giờ chiều ngày 15 tháng 9, 2016 tại Garden Grove Convalescence Hospital 12882 Stateport Glen, Garden Grove, California 92841. Quý vị muốn tham gia chuyến thăm viếng, xin gọi văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 714-537-8159 hoặc email info@truongbuoudiep.org để ghi danh từ hôm nay đến hết ngày 9 tháng 9 năm 2016.
về việc gửi bản tin ơn lành. Do nhu cầu gửi bản tin đến tận nhà tăng lên rất nhiều mà ngân sách có hạn, ban biên tập bản tin ơn lành thông báo: kể từ số 40, chúng tôi chỉ gửi báo đến tận nhà cho độc giả ở xa ngoài vùng Orange County, California và đã có thể thăm viếng. Quý khách ở trong vùng Orange County vui lòng đến văn phòng lấy bản tin hoặc xem trên website www.truongbieudiep.org hay yêu cầu để được gửi qua email. Mong quý độc giả thông cảm. Quý ông bà cao niên có yêu cầu đặc biệt xin liên lạc văn phòng Truong Biểu Diệp Foundation. Bản tin ơn lành giới thiệu những ơn lành mới nhất và các thông tin cần thiết cho mọi người, được phát hành miễn phí vào các ngày mùng 1 và 15 mỗi tháng tại văn phòng Truong Biểu Diệp Foundation. Ưu tiên gửi quà tặng cho người có thể thăm viếng để giảm bớt sự thất lạc khi gửi các quà tặng của Truong Biểu Diệp Foundation đến nhà. Kể từ tháng 5 năm 2016, Truong Biểu Diệp Foundation ưu tiên gửi quà cho quý khách có thể thăm viếng. Người có thẻ từ các tiểu bang hoặc các quốc gia khác, xin vui lòng nói số thẻ khi gọi phone hoặc viết thư hay email cho hội để yêu cầu gửi quà tặng, hoặc để ghi danh các chương trình do hội tổ chức. Ghi danh cư ngụ trong làng Cha Diệp. Từ đầu tháng 4, Truong Biểu Diệp Foundation đã phát đơn ghi danh cư ngụ trong làng Cha Diệp tại văn phòng. Quý vị ở xa xin vào trang web truongbieudiep.org để download phiếu ghi danh hoặc gọi cho chúng tôi để được hướng dẫn. Chương trình phục vụ cho cộng đồng mang tên Nghĩa Tử Nghĩa Tận và đặt hình người thân đã qua đời. Mọi chi tiết xin liên lạc về văn phòng Truong Biểu Diệp Foundation số 14231 đường Euclid, thành phố Garden Grove, California 92843, số điện thoại 714-537-8159, 714-362-6608. Cầu nguyện với Cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2016, tại văn phòng sẽ có buổi cầu nguyện hàng tháng. Quý vị ở xa muốn cùng hiệp thông trong buổi cầu nguyện, xin vào YouTube, Facebook hoặc trang web www.truongbieudiep.org. Xin khấn qua điện thoại. Để việc xin khấn được thuận tiện cho quý ông bà anh chị em ở xa, chúng tôi đã mở số điện thoại dành riêng để gửi lời xin khấn hoặc cảm tạ đến Cha Phanxicô Truong Biểu Diệp không qua tổng đài. Xin quý vị gọi số 714-702-5129 rồi để lại lời khấn sau tiếng bíp. Website Truong Biểu Diệp Foundation tiếng Anh. Website truongbieudiep.org đã có phiên bản tiếng Anh. Quý khách có thể truy cập vào website truongbieudiep.org rồi click vào English để đọc các câu chuyện ơn lành và thông tin cần thiết bằng tiếng Anh. Trả lời thư tín. Kỳ này chúng tôi xin trả lời thư của bà Hoa Mai, Garden Grove, California, cô Bảy, Houston, Texas, và nhiều độc giả có cùng thắc mắc như sau. Nghe nói về làng Cha Diệp mà Truong Biểu Diệp Foundation đang thực hiện, chúng tôi rất thích, nhưng thấy làng chỉ có thể nuôi dưỡng được 300 người, mà số người muốn vào ở thì rất lớn. Nay tôi muốn mua 1-2 phòng hoặc đóng góp một số tiền như là deposit để chắc chắn sau này cha mẹ tôi hoặc ngay bản thân tôi sẽ được vào ở. Như vậy có được không? Trả lời. Ban điều hành Truong Biểu Diệp Foundation rất cảm ơn thiện chí của quý ông bà muốn đóng góp bằng cách chung tay cùng chúng tôi xây dựng làng Cha Diệp. Nhưng xin khẳng định, Truong Biểu Diệp Foundation không thể nhận tiền như là khoản đóng góp trước để được vào ở, vì đây là chương trình hoàn toàn miễn phí. Nếu nhận tiền đặt cọc rồi mà vì lý do gì đó, việc xây dựng bị chậm trễ và các cụ không thể chờ đợi được thì hội mang tội mắc nợ. Chúa đã dạy, các con đừng mắc nợ ai điều gì ngoại trừ tình yêu thương. Hơn nữa, làng xây dựng để dành cho các tu sĩ về hưu, những người neo đơn, như là món quà tri ân của những ân nhân chịu ơn Cha Diệp. Vì thế, hội không thể nhận deposit
hoặc đóng góp để được giữ chỗ như ngôi làng đầu tiên. Sau này, nếu có nhiều người có ý muốn như quý ông bà, hội sẽ nghiên cứu và có thông báo sau. Mọi thắc mắc liên quan đến hoạt động, dịch vụ miễn phí của Trương Biểu Diệp Foundation, xin gọi 714-362-6608 hoặc email info@truongbieudiep.org. Để giúp Trương Biểu Diệp Foundation duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Diệp, xin quý vị chọn các cách sau đây. Cách thứ nhất, xem các chương trình ơn cha Diệp của Trương Biểu Diệp Foundation trên YouTube mỗi ngày. Càng có nhiều người vào xem, thì hội sẽ có thêm ngân sách để duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha. Cách thứ hai, nếu thường mua hàng online trên Amazon, xin quý vị vào website www.smile.amazon.com và chọn Non-Profit Organization là Trương Biểu Diệp Foundation. Cách thứ ba, mỗi khi có dịp đi chợ Sài Gòn City Marketplace tại góc đường McFadden và Brookhurst, thành phố Westminster, xin đọc số 123 tại quầy thu ngân, 12 tháng 3 là ngày giỗ cha Diệp. Chương trình truyền hình ơn cha Diệp tập 169 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Lạy Cha Trương Bưu Diệp, lạy Cha Trương Bưu Diệp.